Đây là thức ăn tổng hợp nha. Có thịt kho, xí quách kho, xí quách kho, xí quách kho, xí quách kho, đậu bắp, cà tím xào, miếng chả lụa, ăn với cơm. Rồi múc qua quả trái cơm nha. Múc qua trái cơm. Con nấu thịt kho trong đây, trong này đó. Miếng thịt kho, hai miếng thịt kho, cái này là miếng, cái miếng này là miếng xí quách kho, xí quách kho, đậu bắp, cà tím, chả lụa, dúa lên, dúa lên, cho lấy dúa lên. Tôi còn ăn cơm tối đó, tôi cơm tối.